giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tưới phân bón cho hoa hồng các bạn nhé. Đối với các bạn trồng chơi như mình ấy, thì mình hòa phân bón rất là đơn giản thôi. Mình sẽ hòa hai muỗng phân bón với một xô nhé, với xô tương này các bạn nhé. Xô này là của người cụ Hồ ấy, người ta có thường là thường dùng lại xô này đấy. Mình dùng hai muỗng này để hòa tan ra nhé. Đấy, cho vào xô có chứa lượng nước như vậy. Đấy, mình dùng hai muỗng. Cái muỗng đấy thì bằng cái hộp sữa chua các bạn nhé. Đấy, sau khi mà chúng ta cho phân bón vào rồi thì chúng ta tiến hành là quấy đều các bạn nhé. Chúng ta hòa thật tan này, đánh tan này, hòa tan phân bón các bạn nhé. Đấy, mình đang dùng để hòa tan đây. Các bạn chú ý là phải hòa thật tan. Khi mà hết cạn phân bón ở dưới rồi thì chúng ta bắt đầu tưới các bạn nhé. Tùy theo hoa hồng to hay nhỏ mà các bạn có thể hòa lượng phân bón nhiều hay ít. Đấy, đối với cây nhỏ ấy, cây còn mới bầu ra ấy, thì các bạn có thể hòa một muỗng với lượng nước là một xô như này để các bạn hòa. Còn đối với cái cây to lớn hơn ấy thì chúng ta có thể hòa tan là hai đến ba muỗng. Đấy, cái muỗng đấy là bằng một hộp sữa chua các bạn nhé, để chúng ta hòa tan là tưới cho cây. Đấy, chúng ta dùng que, chúng ta quấy đều lên cho phân bón nó tan đều trong nước. Đấy, các bạn thấy chưa, gần được rồi đấy. Sau khi hòa lên thì nước nó có màu xanh đậm này. Đấy, đây mình dùng cái cốc sữa chua này. Bạn nào mà có con nhỏ thì chắc là cái vỏ sữa chua này rất là nhiều. Đấy, mình hòa tan đã xong rồi đấy. Bây giờ mình chuẩn bị tưới các bạn nhé. Các bạn cẩn thận thì các bạn đi đôi găng tay vào nhé, để đỡ dính phân bón nhé. Đấy, mình đi đôi găng tay vào. Găng tay này là găng tay y tế, bán rất nhiều nơi, giới thiệu thuốc. Bây giờ chúng ta bắt đầu tưới phân bón
cho cây các bạn nhé. Tùy theo mà cây lớn hay nhỏ mà chúng ta có thể tưới phân bón cho cây nhiều hay ít để cây có thể phát triển tốt các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tưới cho cây. Chúng ta tưới đã hòa tan này, chúng ta tưới tại gốc cho cây hoa hồng cũng được các bạn ạ. Nếu mà các bạn mà bón trực tiếp phân bón cho cây ấy, mà không hòa tan ấy, thì các bạn cũng chú ý là từ để cách xa gốc một chút các bạn nhé, đề phòng là phân bón sẽ làm cho cây nó bị sót và dẫn đến chết. Nếu mà chúng ta bón nhiều quá thì nó sẽ sót và dẫn đến chết các bạn. Mình thông thường thì mình sẽ hòa lãng cho cây, mình tưới trực tiếp đấy để cho cây nó có thể hấp thụ tốt và hấp thụ nhanh. Đấy, mình tiếp tục tưới cho cây các bạn. Đấy, mình chỉ tưới khoảng 5 đến 7 mỗi như thế này thôi, cũng không nên tham mà tưới nhiều quá các bạn ạ. Đấy, mình hòa này thì mình có thể tưới được cho rất là nhiều gốc hồng. Ở đây mình tưới cho một gốc hồng để các bạn xem thôi nhé. Đấy, vừa rồi mình đã tưới khoảng 5 7 mỗi cho một gốc hồng như thế này. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách chăm sóc hoa hồng sau khi mà đợt hoa đã tàn. Đấy, các bạn có thể cắt tỉa sau đó là bón phân cho cây để cho cây phát triển tốt, để tiếp tục cho hoa ở những đợt tiếp theo. Các bạn mà đang xem kênh YouTube của mình mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà chúng ta cùng chia sẻ trao đổi những kinh nghiệm về hoa cây cảnh các bạn nhé. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.